kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình hương yên chương trình hôm nay có chủ đề những lợi ích khi ăn cải son thưa quý vị và các bạn cải son cũng như bất cứ loại rau lá xanh nào đều rất giàu sinh dưỡng tăng khả năng miễn dịch và có thể ngăn ngừa ung thư trong gia đình nhà cải cải son được chấm điểm cao nhất trên chỉ số mật độ dinh dưỡng tổng hợp và danh sách mật độ dinh dưỡng của trung tâm kiểm soát dịch bệnh cải song chứa nhiều chất sắt hơn saupina, nhiều vitamin C hơn cam và nhiều canxi hơn một ly sữa. Vậy cụ thể ăn cải song đem lại những lợi ích sức khỏe như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Giảm huyết áp, cải song có hàm lượng lutein và zeaxanthin cao đã được chứng minh là hỗ trợ những người mắc bệnh tim mạch. Tương tự như vậy, hàm lượng canxi, magie và kali trong rau xanh đã được chứng minh là có tác động nhất định trong việc giảm huyết áp cũng như cải thiện rối loạn chức năng nội mô và hạn chế kết tập tiểu cầu. Nhờ hàm lượng canxi mà cải xoong giúp giảm nguy cơ loãng xương và có tác dụng sửa chữa xương của bạn. Tương tự như vậy, hàm lượng folate trong rau lá xanh giúp cải thiện và duy trì mật độ xương. Ngăn ngừa ung thư, các đặc tính chống ung thư của rau lá xanh giúp giảm hoặc thậm chí ngăn ngừa sự tấn công của ung thư vú. Hàm lượng DIM trong cải song được chứng minh là có tác dụng phòng ngừa ung thư vú. Nó cũng hoạt động như một lá chắn bảo vệ cho các mô trong quá trình điều trị ung thư. Tất nhiên, rau cải nói chung có làm giảm, thậm chí ngăn ngừa ung thư ruột kết và ung thư phổi. Ăn cải song thường xuyên là một cách phòng ngừa để chống lại sự tấn công của ung thư phổi, vú và dạ dày. Ăn liên tục trong thời gian 15 năm trở lên giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. cải thiện chức năng tuyến giáp, cải song rất giàu iốt, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của tuyến giáp, ăn cải song sẽ cung cấp cho cơ thể bạn lượng iốt, từ đó ngăn ngừa mọi rối loạn liên quan đến tuyến giáp. Cải song hấp hoặc trần qua nước sôi có thể giúp cân bằng việc sản xuất hormone tuyến giáp và tránh các bệnh như suy giáp hoặc bướu giáp. Tăng cường miễn dịch, vitamin C rất quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể bạn chống lại vi khuẩn, virus và nấm. Hàm lượng vitamin C trong cải xoong giúp kích thích và cải thiện hệ thống miễn dịch. Vitamin C giải phóng các chất chống oxy hóa sẽ đẩy lùi các gốc tự do và bất kỳ chứng viêm nào trong cơ thể bạn. Việc loại bỏ các gốc tự do giúp tăng cường và củng cố toàn bộ hệ thống miễn dịch. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Hàm lượng lutein chống oxy hóa trong cải xoong có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự khởi phát của các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đau tim và các bệnh động mạch vành là cây họ cải, lá xanh nên cải song cũng giúp giảm cholesterol, do đó làm giảm sự phát triển có thể của các bệnh liên quan đến tim mạch. Tương tự như vậy, vitamin C trong cải song hoạt động như một chất chống oxy hóa nên sẽ làm giảm thiệt hại gây ra cho mô tim, nó cũng cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn bằng cách chuyển đổi các tế bào phôi thành tế bào cơ tim. Hỗ trợ giảm cân, cải song không có chất béo và hàm lượng calo rất thấp sẽ rất có lợi nếu bạn muốn giảm cân vì hàm lượng axit amin cao và chất xơ có thể làm giảm cơn đói của bạn trong một thời gian dài hơn. Điều này giúp tránh nhu cầu ăn vặt liên tục, một trong những nguyên nhân chính gây tăng cân. <laughs> ngăn chặn ho và cảm lạnh Cải song được biết đến là có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn giúp ngăn ngừa và chữa ho, cảm lạnh. Các loại rau lá nói chung được biết đến là có khả năng chữa bệnh lạnh, các glycosid lưu huỳnh có trong cải xoong giúp chữa ho và thậm chí viêm phế quản lâu dài. Hàm lượng vitamin C trong cải xoong ngăn chặn cảm lạnh vì nó không chỉ giúp tăng khả năng miễn dịch của bạn mà còn thoát khỏi nhiễm trùng đường hô hấp. Chữa nhiễm trùng, các đặc tính kháng sinh của cải xoong làm cho nó rất hữu ích trong việc chữa bệnh. Tiêu thụ cải xoong thường xuyên giúp cải thiện cơ thể bạn bằng cách chống lại các loại nhiễm nấm và vi khuẩn khác nhau, đặc biệt là các loại trong ruột. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai xin được đưa ra những loại dưỡng chất giúp phòng bệnh loãng xương mà chúng ta cần bổ sung trong bữa ăn hàng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.